Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Và sau đây là lịch thi đấu vòng chung kết ASEAN Cup 2024. Tại vòng chung kết ASEAN Cup 2023, tuyển Việt Nam nằm chung bảng D với các đội tuyển Nhật Bản, Indonesia và Iraq. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Choi Soo-hyun là vượt qua vòng bảng. Tại ASEAN Cup 2019, tuyển Việt Nam đã xuất sắc lọt đến tứ kết của giải đấu. Đội tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình tại vòng chung kết ASEAN Cup 2023 vào ngày 14 tháng 1 năm 2023 gặp đội tuyển Nhật Bản. Đội bóng được đánh giá cao nhất bảng và là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Sau đó, những chiến binh sao vàng sẽ gặp Indonesia ngày 19 tháng 1 và tuyển Iraq ngày 24 tháng 1. Vòng chung kết ASEAN Cup 2023 được tổ chức ở Qatar, nước chủ nhà thay cho Trung Quốc rút lui không đăng cai. Giải đấu đã lùi ngày thi đấu từ mùa hè 2023 sang đầu năm 2024. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2024. Theo thể thức thi đấu, 24 đội tham dự ASEAN Cup 2023 được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội sẽ đá vòng tròn một lượt để chọn ra đội nhất, đội nhì, cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng vào vòng 1/8. Các bảng đấu ASEAN Cup 2024 như sau. Bảng A gồm 4 đội tuyển: Qatar, Trung Quốc, Tajikistan, Liban. Bảng B gồm Australia, Uzbekistan, Syria, Ấn Độ. Bảng C gồm Iraq, UAE, Hồng Kông, Palestine. Bảng E gồm 4 đội tuyển: Hàn Quốc, Malaysia, Jordan, Bahrain. Bảng D gồm Nhật Bản, Iraq, Việt Nam, Indonesia. Và cuối cùng là bảng F gồm Ả Rập Xê Út, Kyrgyzstan, Oman và Thái Lan. Và sau đây là lịch thi đấu toàn bộ 51 trận đấu tại ASEAN Cup 2024. Lượt trận thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 1 tới ngày 17 tháng 1 năm 2024. Vào lúc 23 giờ ngày 12 tháng 1, trận khai màn ASEAN Cup 2024 sẽ được diễn ra tại bảng E vào lúc 23 giờ dưới chủ nhà Qatar và Liban. Ngày 13 tháng 1 diễn ra hai trận đấu. Lúc 18 giờ 30 tại bảng B, Australia đối đầu Ấn Độ. Lúc 21 giờ 30 tại bảng E, Trung Quốc gặp Tajikistan. Ngày 14 tháng 1 diễn ra 3 trận đấu. Vào lúc 0 giờ 30 tại bảng B, Uzbekistan đối đầu Syria. Vào lúc 18 giờ 30 tại bảng D, trận đấu được người hâm mộ Việt Nam chờ đợi nhất giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản. Vào lúc 21 giờ 30 tại bảng C, UAE đối đầu Hồng Kông. Ngày 15 tháng 1 diễn ra 3 trận đấu. Vào lúc 0 giờ 30 tại bảng C, Iran đối đầu Palestine. Tại bảng E, lúc 18 giờ 30, Hàn Quốc gặp Bahrain. Vào lúc 21 giờ 30 tại bảng D, Indonesia đối đầu Iraq. Vào ngày 16 tháng 1 diễn ra 2 trận đấu. Vào lúc 0 giờ 30 tại bảng E, Malaysia gặp Jordan. Lúc 21 giờ 30 tại bảng F, Thái Lan gặp Kyrgyzstan. Và trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ nhất diễn ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 17 tháng 1 tại bảng F, Ả Rập Xê Út đối đầu Oman. Lượt trận thứ hai vòng bảng. Vào ngày 17 tháng 1 diễn ra hai trận đấu tại lượt trận thứ hai. Vào lúc 18 giờ 30 tại bảng E, Trung Quốc đối đầu Liban. Lúc 21 giờ 30 tại bảng E, Qatar gặp Tajikistan. Ngày 18 tháng 1 diễn ra hai trận đấu tại lượt trận thứ hai bảng B. Vào lúc 18 giờ 30, Australia gặp Syria. Lúc 21 giờ 30, Uzbekistan đối đầu Ấn Độ. Ngày 19 tháng 1 diễn ra 3 trận đấu. Vào lúc 0 giờ 30 tại bảng C, UAE gặp Palestine. Tại bảng D, lúc 18 giờ 30, Nhật Bản gặp Iraq. Vào lúc 21 giờ 30 tại bảng D, đội tuyển Việt Nam có lượt trận thứ hai gặp Indonesia. Ngày 20 tháng 1 diễn ra 3 trận đấu. Tại bảng C, lúc 0 giờ 30, Iran gặp Hồng Kông. Lúc 18 giờ 30 tại bảng E, Hàn Quốc gặp Jordan. Lúc 21 giờ 30 tại bảng E, Malaysia đối đầu Bahrain. Và hai trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày 21 tháng 1 tại bảng F. Lúc 21 giờ 30, Thái Lan gặp Oman. Lúc 0 giờ 30, Ả Rập Xê Út đối đầu Kyrgyzstan. Lượt trận thứ ba vòng bảng. Ngày 22 tháng 1 tại bảng E diễn ra hai trận đấu cùng giờ lúc 22 giờ, Trung Quốc gặp Qatar, Liban đối đầu Tajikistan. Vào ngày 23 tháng 1 sẽ diễn ra 4 trận đấu. Vào lúc 18 giờ 30 diễn ra hai trận đấu tại bảng B, Australia gặp Uzbekistan, Ấn Độ đối đầu Syria. Vào lúc 22 giờ diễn ra hai trận đấu tại bảng C, UAE đối đầu Iran, Hồng Kông gặp Palestine. Vào ngày 24 tháng 1 diễn ra hai trận đấu tại bảng D, cùng vào lúc 18 giờ 30 Việt Nam có trận đấu cuối cùng gặp Iraq, Nhật Bản gặp Indonesia. Ngày 25 tháng 1 diễn ra 4 trận đấu tại hai bảng E và F. Vào lúc 18 giờ 30 tại bảng E, Hàn Quốc gặp Malaysia,
Bahrain đối đầu Jordan vào lúc 22 giờ tại bảng F, Thái Lan gặp Ả Rập Xê Út, Oman đối đầu Kyrgyzstan. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với màn ảnh nhỏ để cùng chúng tôi hướng về trận giao hữu giữa đội tuyển Hàn Quốc và Iraq vào lúc 20 giờ ngày 6 tháng 1 năm 2024. Chỉ từ một vài cầu thủ Hàn Quốc đủ năng lực để thi đấu ở châu Âu, nhưng vào lúc này, con số ấy đã nhân lên gấp bội. Họ không phải sắm vai dự bị mà là nguồn nhân lực chủ chốt trong đội hình. Có thể kể đến những ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc đang làm mưa làm gió ở các giải đấu lớn của châu Âu như Son Heung-min Tottenham, Kim Min-jae Bayern Munich, Lee Kang-in Paris Saint-Germain. Trong đó Son Heung-min được coi là linh hồn của đội bóng Anh trong những mùa giải vừa qua. Với đội hình chất lượng cao ngất ngây và được dẫn dắt bởi danh thủ Jürgen Littmann từng cầm quân ở đội tuyển Đức, nên Hàn Quốc được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch ASEAN Cup 2023. Phong độ của đội bóng xứ Kim Chi trong thời gian qua cũng rất tốt khi có chuỗi 5 trận toàn thắng. Đây thực sự là lời thách thức mạnh mẽ mà Hàn Quốc muốn gửi đến kỳ phùng địch thủ Nhật Bản, vốn được nhận diện sánh ngang cùng Hàn Quốc ở vị trí ứng cử viên vô địch ASEAN Cup 2023. Để thêm một lần thị uy sức mạnh, Hàn Quốc phải giải mã được Iraq. Đây là đối thủ được đánh giá có thể tạo nên bất ngờ trong cuộc đua ở giải vô địch châu Á sắp tới. Tất nhiên, chiến thắng trong trận giao hữu này không phải là tất cả, nhưng nó ít nhiều cũng là thước đo về chuyên môn, tạo dựng niềm tin ở giới chuyên môn, cũng như làm động lực cho Son Heung-min và đồng đội trong hành trình vươn đến ngôi cao. Với Iraq, việc thử sức với một ứng cử viên hàng đầu cho ngôi cao ASEAN Cup 2023 là dịp không thể tốt hơn để đo năng lực của chính mình, đồng thời tìm ra phương án để đối phó với một đối thủ có sức mạnh tương tự là Nhật Bản khi đối đầu ở vòng bảng sắp tới. Đẳng cấp các cầu thủ cao nên Hàn Quốc vận hành lối chơi rất trơn tru, mạch lạc cả trong tấn công lẫn phòng thủ. Trong lúc đó, Iraq ít nhiều cho thấy vẫn chưa đạt đến trình độ cao trong lối chơi do các cầu thủ chưa có thời gian để gắn kết. Với lối chơi đa dạng và các phương án hám thành sắc sảo và mạnh mẽ hơn, nên Hàn Quốc được đánh giá có thể giành được một chiến thắng cách biệt để tạo bàn đạp tốt trước khi bước vào ASEAN Cup 2023. Với những phân tích như trên, chúng tôi dự đoán tỷ số trận đấu sẽ là 2-0 nghiêng về phía Hàn Quốc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những thông báo mới nhất về lịch thi đấu, kết quả cũng như bảng xếp hạng vòng chung kết châu Á 2024.